Anh ơi, có những em cần đẻ đây, anh dẫn em vô bệnh viện Chợ Rẫy cho mấy cái, ai từ vũ mấy cái. Do đường đông, xe chạy khó khăn, mà sản phụ trên xe đã vỡ ối, tài xế ô tô nhanh trí nhờ hai cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng mở đường. Mới đây, ngày 29 tháng 6, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện kịp thời. Chiều cùng ngày, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh phân công chiến sĩ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tại lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Trong lúc đại úy Phùng Đức Thắng và đại úy Nguyễn Thành Công, cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang làm nhiệm vụ tại giao lộ trên, bất ngờ nhận được yêu cầu trợ giúp dẫn đường từ một tài xế ô tô. Tài xế này nói với cảnh sát giao thông, trên xe có người phụ nữ mang thai vỡ ối nên nhờ dẫn đường nhanh đến bệnh viện Từ Dũ. Sau khi tiếp nhận thông tin, hai chiến sĩ này nhanh chóng bật còi ưu tiên của xe đặc chủng mở đường cho ô tô đến bệnh viện chỉ trong vài phút. Sau khi xe vừa đến bệnh viện thì hai chiến sĩ cảnh sát giao thông nhanh chóng quay lại vị trí cũ để tiếp tục công tác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.